Rồi tiếp theo combo 3 cây lên sao quái anh em. 3 cây. Mót mót lại còn mấy cây giao lưu với anh em cho vui luôn ha. Cái này về mình lập tàn lên nuôi để từ từ ha anh em. Lên sao mình nuôi nhanh lắm. Có một cái bộ rễ này ha là em nuôi đâu gần 2 năm rồi đó anh em. Cái này được gieo từ cái hạt á. Gieo từ cái hạt ha. Hạt lên này nó cái mình quấn quấn rễ từ từ này 2 năm rồi đó anh em coi già trắng cây luôn nè. Cây này nó ha, cây này bộ rễ nó bự ha. Khá đẹp á, này về anh em vệ sinh lại ha. Đó nè mới cắt chuỗi nè để ra nhánh mình nuôi lại, nhanh lắm, nuôi nhanh lắm. Cây nè, đó. Đây cây nữa ha anh em, cây này khá là duyên luôn ha. Cái này em giao lưu nguyên combo luôn ha. Tại cái này nó cũng rẻ thôi chứ đâu có ấy đâu. Và em giao lưu nguyên combo luôn, ship rồi cho nó dễ, em bao ship cho anh em đâu. Rồi combo này 3 cây này em xin giao lưu với anh em 350k bao ship ha. 350k bao ship. Rồi anh em mà thích thì liên hệ cho em ha.